Trương Tử Di mãi vẫn không đòi được với Cũng Lợi. Nguyên nhân được chính Trương Nghệ Mưu tiết lộ. Làng giải trí Hoa ngữ không ai là không biết đến cái tên Trương Nghệ Mưu. Những nữ diễn viên dựa vào danh xưng Mưu Nữ Lang đều vô cùng nổi tiếng, vươn lên hàng ngũ những ngôi sao hạng A. Trong đó, hai Mưu Nữ Lang nổi tiếng nhất chính là Cũng Lợi và Trương Tử Di. Năm 1987, khi còn đang là sinh viên đại học năm thứ hai, Cũng Lợi đã được đạo diễn Trương Nghệ Mưu phát hiện và mời đảm nhận vai nữ chính, Cửu Nhi, trong phim điện ảnh Cao Lương Đỏ. Với tài năng của Trương Nghệ Mưu, cộng thêm năng khiếu diễn xuất của Cũng Lợi, bộ phim Cao Lương Đỏ đã đạt được nhiều giải thưởng tại các liên hoan phim trong và ngoài nước như Kim Kê, Bách Hoa, Berlin. Thành công vang dội của Cao Lương Đỏ đã giúp Cũng Lợi mở màn cho sự nghiệp diễn xuất huy hoàng suốt 3 thập niên. Với sự hỗ trợ của quý nhân Trương Nghệ Mưu và sự cố gắng phấn đấu của bản thân, Cũng Lợi đã trở thành một trong những nữ minh tinh Hoa ngữ đầu tiên vang danh trên ảnh đàn quốc tế. Về phần Trương Tử Di, năm 17 tuổi, cô được đạo diễn Tô Văn Học phát hiện, giao đảm nhận vai nữ chính đầu tiên trong bộ phim Ngôi sao điểm đen. Khi đó, cô đang là sinh viên của Học viện Vũ đạo Bắc Kinh. Năm 19 tuổi, Trương Tử Di thành danh với bộ phim Đường về nhà của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Sau đó, cô tiếp tục gặt hái thành công với vai Ngọc Kiều Long trong bộ phim Ngọa hổ Tàng Long của đạo diễn Lý An. 20 năm qua, Trương Tử Di đã đóng hơn 30 bộ phim. Cô luôn là nữ chính thứ nhất mà các đạo diễn lựa chọn. Đây là hai trong số những nữ diễn viên được Trương Nghệ Mưu coi trọng nhất. Tuy nhiên, cùng mang danh Mưu Nữ Lang, nhưng Cũng Lợi lại được đánh giá cao hơn Trương Tử Di. Rất nhiều khán giả đều thắc mắc nguyên nhân là do đâu. Mới đây, chính Trương Nghệ Mưu đã bất đắc dĩ tiết lộ. Với tư cách là đạo diễn, Trương Nghệ Mưu hiểu rất rõ hai nữ diễn viên này. Ngay cả những thói quen, sở thích hàng ngày của họ, cũng như một số yêu cầu nhỏ của cả hai khi làm việc trên phim trường, Trương Nghệ Mưu đều biết rất rõ. Theo Trương Nghệ Mưu, Cũng Lợi có khí thế hơn, dẻo dai và bền bỉ hơn. Với năng lực diễn xuất rất mạnh mẽ, Cũng Lợi không mất nhiều thời gian khi hóa thân vào nhân vật. Nữ diễn viên có thể nhanh chóng nhập vai. Khí thế của cô phát ra từ trong xương tủy, khiến tâm trạng nhân vật bùng nổ và diễn xuất vô cùng cuốn hút. Trương Tử Di chắc chắn là một diễn viên giỏi. Ở Trung Quốc, Tử Di là một trong những minh tinh nổi tiếng nhất. Về cơ bản, Trương Tử Di đã đạt được địa vị cố vấn cho những nhân vật nổi tiếng khác. Những người này được Trương Tử Di dìu dắt, chỉ đạo cũng cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Bản thân Trương Tử Di cũng là nữ diễn viên hàng nhất. Nếu xét ở phương diện chương trình tập kỹ, có lẽ Trương Tử Di hoạt động tích cực hơn Cũng Lợi, được nhiều người biết đến hơn. Thế nhưng ai cũng biết, địa vị của Cũng Lợi trong toàn ngành nghệ thuật biểu diễn Trung Quốc không thể bị lung lay. Dù Trương Tử Di cực kỳ nổi tiếng trong những năm sau này, nhưng khi nói đến Mưu Nữ Lang xuất chúng nhất, Cũng Lợi lại là người mà mọi người nghĩ đến đầu tiên. Theo Trương Nghệ Mưu, ưu điểm lớn nhất của Cũng Lợi là cô có thể thể hiện được nhiều dạng vai. Dù là vai chính hay vai phụ nhỏ, Cũng Lợi đều có thể tỏa sáng bằng năng lực diễn xuất đỉnh cao của mình. Điều đó khiến mọi người không khỏi giật mình khâm phục. Cũng chính vì sự đa dạng của các vai diễn mà Cũng Lợi được mọi người vô cùng yêu mến. Thực ra, Trương Tử Di cũng rất có thế mạnh về diễn xuất. Những vai diễn trong Thập Diện Mai Phục và Hồi Ức Của Một Geisha của Trương Tử Di đều cho thấy kỹ năng diễn xuất của Trương Tử Di là điều không thể nghi ngờ. Tuy vậy, cô vẫn chưa có một tác phẩm khiến mọi người kinh diễm như Cũng Lợi. Trương Tử Di chỉ thiếu một nhân vật khiến cô bùng nổ diễn xuất. Nếu có một tác phẩm kinh điển để đời, Trương Tử Di cũng sẽ có địa vị sánh ngang Cũng Lợi. Tuy vậy, hiện tại, Trương Tử Di vẫn thiếu đi một tác phẩm như vậy. Có lẽ vì cảm thấy mình đã thành công hơn rất nhiều người, nữ diễn viên cũng có chút thỏa mãn, dần rút lui khỏi các dự án diễn xuất. Ngược lại, từ khi Cũng Lợi còn trẻ, đã luôn chăm chỉ hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh. Danh hiệu Nữ hoàng điện ảnh của Cũng Lợi không phải là để nói chơi. Thêm vào đó, Cũng Lợi làm việc với đạo diễn Trương Nghệ Mưu liên tục trong nhiều năm. Nếu Trương Tử Di cũng hết lòng theo đuổi sự nghiệp diễn xuất như vậy, có lẽ địa vị và sự nổi tiếng của cô sẽ còn rực rỡ hơn bây giờ. Nói như vậy để thấy, việc Trương Tử Di vượt qua Cũng Lợi cũng không phải là chuyện không thể. Tuy nhiên, thời thế đã gán cho Cũng Lợi cái mác, nữ diễn viên không thể vượt qua. Dù xét về thân phận, địa vị, lưu lượng quốc tế hay hình tượng cá nhân, thì Cũng Lợi cũng vẫn xứng đáng ở vị trí nữ hoàng nhất.